Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 7, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7729, 6521, 7771. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8618. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20104, 62492, 13155, 79608, 80867, 87649, 63220. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21742, 26317. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78563. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77852. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 478056. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 478056.